các anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy AHA. YouTube chuyên chia sẻ và giới thiệu về các loại máy móc chế biến thực phẩm. Video hôm nay thì Điện Máy AHA sẽ giới thiệu với anh chị một chiếc nồi nấu đậu dụng điện. Đây là đây, trên hình các chị đang nhìn thấy đây là một chiếc nồi nấu đậu loại 50 lít sử dụng tủ điện rời. Thì chiếc nồi này được thiết kế dạng hình trụ tròn và nấu theo đậu theo hình thức là gián tiếp và sử dụng dung môi bằng nước để truyền nhiệt. Phần tủ điện này thì là được Điện Máy AHA làm theo hình thức là điều khiển độc lập. Thành ra là Điện Máy AHA luôn hướng đến cái việc đó chính là sự an toàn cũng như tiện lợi của khách hàng. Chính vì thế mà Điện Máy AHA luôn sử dụng loại tủ điện rời. Đấy là một lựa chọn mà được rất nhiều khách hàng tin tưởng và ủng hộ trong thời gian qua. Về cơ bản về thiết kế của chiếc nồi nấu đậu này thì được thiết kế là 3 lớp inox là inox 304 và bao gồm thêm là một lớp là lớp form cách nhiệt để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và đảm bảo giữ nhiệt, chống mất nhiệt trong quá trình đun nấu. Nồi thiết kế có 3 bánh xe thì có 2 bánh có khóa. Thì trên hình đây nhìn đây, có phần đây là đầu khóa, đầu vòi để chúng ta có thể dùng để xả phần đậu. Ngoài ra thì là có phần vòi xả là xả đáy, đáy cho cái việc mà ta vệ sinh thau rửa cái khoang nước để mình đun. Đấy. Còn tiếp theo, đây có van một chiều. Van này có tác dụng đó chính là ta dùng để cân bằng áp suất cho trong quá trình đun nấu. Và tiếp theo là một đầu cấp nước. Đầu cấp nước này thì trong quá trình đun nấu khi lượng hơi nước nó sục lên nhiều mất hơi và chúng ta sẽ cần phải cấp thêm nước, thì đây chính là đầu để chúng ta cấp nước cho phần khoang đun. Để tiết lợi hơn, Điện Máy AHA có thiết kế một ống thăm nước, ống tiêu thăm nước, các chị nhìn đây. Thì ống này Điện Máy AHA khuyến cáo anh chị là chúng ta sẽ nên đổ nước đạt tối thiểu là 3/4 của chiếc ống này. Như em đang đổ đây, các chị nhìn này, rất dễ quan sát thôi. Đó, nhìn này. Chúng ta đun nấu một vài lần chúng ta sẽ quen trong cái việc sử dụng. Trung bình, đây là một chiếc nồi nấu đậu phụ dụng điện một pha. Thì trung bình một mẻ đun, chúng ta sẽ đun hết khoảng tầm 45 đến 50 phút cho một mẻ. Đấy, rất đạt tiêu chuẩn trong quá trình cho cái ngành nấu đậu phụ. Ngoài ra thì chiếc nồi này chúng ta có thể nấu được nhiều món khác nữa. Có thể anh chị dùng để nấu cháo cũng được. Ngoài ra có thể nấu một vài món như kiểu là anh chị để nấu chè hoặc là nấu một vài món mà đòi hỏi cao trong việc là cách thủy và chống cháy, chống khê, chống bám dính. Đấy. Đây, thì đây là phần tủ điện chị nhá. Tủ điện này điện một pha này. Rất dễ sử dụng và rất an toàn. Đấy là cái tiêu chí hàng đầu của Điện Máy AHA hướng đến trong suốt những năm sản xuất về nồi nấu cũng như là máy móc thực phẩm. Đây, CP chống giật. Ngoài ra thì có các hệ thống đèn báo và một cái CP, một cái automat để tăng tốc trong quá trình đun nấu. Đấy. Còn về phía khoang trong của nồi, anh chị cùng nhìn phía khoang trong của nồi này. Về phần nắp này là thiết bị Điện Máy AHA thiết kế dạng nắp âm mà theo mẫu của form dáng năm 2022. Đấy, nhìn này. Năm này rất dễ tiện lợi sử dụng thôi. Đây là chiếc ống dẫn hơi được kết nối với lại cái khoang chứa nước này, khoang đun này. Thì phía cuối của cái ống dẫn hơi này thì được thiết kế là một chiếc một mặt bích để phân bổ đều cái lượng hơi nước để sục đều xung quanh cái chiếc nồi này. Đấy, đây là một cái rốn này, rốn để chúng ta xả đáy, ta để vệ sinh. Đây, còn đây là van một chiều. Van một chiều này chống cái việc mà nó hút ngược cái đậu phụ để từ cái khoang nấu đậu này vào ngược trong khoang đun nước. Đây là van một chiều. Chị lưu ý nhá. Một chiều này đã được Điện Máy AHA lắp sẵn rồi. Thì chúng ta cũng như là nó chỉ có một chiều đi thôi, lượng hơi nước chỉ cho phép đi một chiều. Đấy. Nồi này thì được thiết kế là nóc thân vỏ 304, rất dày dặn, chắc chắn, an toàn. Nồi này được Điện Máy AHA cam kết bảo hành 1 năm. Và riêng phần inox thì có thể bảo hành cho anh chị đến 4 đến 5 năm. Đấy là những cái thiết kế cơ bản cũng như là về cái chức năng của chiếc nồi nấu đậu này. Thì được Điện Máy AHA giới thiệu đến các anh chị. Thì các anh chị có quan tâm sản phẩm thì các anh chị vui lòng
kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp đến số hotline trên màn hình để được điểm mã tư vấn cũng như là báo giá chi tiết cho anh chị. Cảm ơn các anh chị.